Kỳ Duyên rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Tin Nóng Đất Việt. Kính chúc quý vị và các bạn có những giây phút thư giãn tuyệt vời. Đừng quên nhấn like, đăng ký kênh, bật chuông thông báo để cập nhật những tin tức mới nhất mỗi ngày. 24 giờ qua có những tin tức nào nổi bật? Sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin chi tiết. Hệ thống cấp thẻ luồng xanh tê liệt, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Công an điều tra. Quý vị thân mến, Bộ Giao thông Vận tải đã có văn bản đề nghị Bộ Công an điều tra, xử lý đối tượng thực hiện tấn công mạng vào hệ thống phần mềm cấp giấy nhận diện phương tiện có mã QR của Tổng cục Đường bộ, cấp thẻ luồng xanh, làm hệ thống này nghẽn lệnh những ngày qua. Bộ Giao thông Vận tải đánh giá, các cuộc tấn công vào hệ thống phần mềm cấp thẻ luồng xanh của Tổng cục Đường bộ có mục đích phá hoại, làm tê liệt hệ thống. Các cuộc tấn công này xuất phát từ những địa chỉ máy ảo chưa xác định được đối tượng và địa điểm thực hiện. Để duy trì hoạt động hệ thống an toàn, thông suốt, ngăn chặn các cuộc tấn công mạng từ bên ngoài, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Bộ Công an chỉ đạo điều tra, truy tìm và xử lý nghiêm đối tượng đã tấn công hệ thống phần mềm trên. Bộ Giao thông Vận tải đồng thời đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các đơn vị liên quan hỗ trợ Tổng cục Đường bộ về hạ tầng công nghệ, chuyên gia để bảo mật thông tin, ngăn chặn các cuộc tấn công hệ thống và hỗ trợ vận hành. Theo Tổng cục Đường bộ, trong ngày 25 và ngày 26 tháng 7, hệ thống cấp thẻ luồng xanh do đơn vị này vận hành bị tấn công trung bình 500 lượt yêu cầu mỗi giây, tương đương với 720.000 lượt mỗi giờ. Lượt truy cập và yêu cầu quá lớn khiến hệ thống trên thường xuyên bị treo, ảnh hưởng đến việc giải quyết cấp thẻ nhận diện cho xe có nhu cầu thật, dẫn tới bức xúc lớn của doanh nghiệp và tài xế. Đến 18 giờ 30 ngày 26 tháng 7, Tổng cục Đường bộ đã phối hợp với Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông chuyển hệ thống về máy chủ của Cục Tin học hóa. Xử nghiêm trường hợp từ chối, không chịu điều trị COVID-19. Kính thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương đã có văn bản hỏa tốc yêu cầu các cơ quan, đơn vị địa phương thực hiện ngay chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về phòng chống dịch bệnh COVID-19, đảm bảo tính kịp thời, hiệu quả và chất lượng. Sở Y tế được yêu cầu có văn bản hướng dẫn cụ thể trong việc thu dung và điều trị bệnh nhân COVID-19 theo hệ thống 3 tầng. Tầng 1, các trường hợp F0 nhẹ được tiếp tục cách ly, điều trị ở các khu cách ly theo quy định. Do khu vực tầng này có nhiều ca F0, tâm lý người bệnh không ổn định, dễ dàng hoảng loạn nên cần bố trí đầy đủ cơ sở vật chất, nhân lực y tế, các trang thiết bị nhằm đảm bảo trật tự chung trong khu vực này. Tầng 2, các trường hợp F0 phải thở oxy và diễn biến bệnh ở mức trung bình, được cách ly, điều trị tại trung tâm y tế của cấp huyện, các bệnh viện cấp huyện trên địa bàn tỉnh và hệ thống các bệnh viện dã chiến của tỉnh. Phải khẩn trương nâng chất lượng điều trị của tuyến này để đảm bảo hiệu quả công tác điều trị. Tầng 3, các trường hợp F0 có bệnh lý nặng phải can thiệp điều trị chuyên khoa, được tập trung tại bệnh viện tuyến tỉnh, đơn vị ICU. Hệ thống 3 tầng điều trị trên cần chỉ đạo nhanh chóng hoàn chỉnh cơ sở vật chất hiện có, trang thiết bị và nhân lực y tế để đưa vào hoạt động, không để người dân không được cứu chữa kịp thời. Bằng mọi biện pháp phải giảm số ca tử vong. Phải đảm bảo đầy đủ các trang thiết bị nói chung, đặc biệt là nguồn oxy và các loại máy thở cho người bệnh. Điều này rất quan trọng vì đây là thời gian vàng để cứu chữa, điều trị các ca F0. Do đó, phải hành động nhanh và hiệu quả để cứu người bệnh. Nguồn nhân lực y tế cần phải được chỉ đạo huy động tối đa trong tỉnh. Khi tiếp nhận lực lượng chi viện, cần tổ chức điều phối thật khoa học, đặc biệt là thực hiện ngay ý kiến tư vấn của chuyên gia Bộ Y tế. Hàng ngày, ngành y tế địa phương nên có cơ chế trao đổi ý kiến với các chuyên gia để có biện pháp hiệu quả trong công tác xét nghiệm, điều trị, hạn chế thấp nhất tình trạng các ca tử vong. Các bệnh viện điều trị cần phải thu dung, điều trị người bệnh. Trường hợp từ chối, không nhận điều trị, Sở Y tế chỉ đạo xử lý nghiêm theo quy định. Quảng Ngãi xử lý nghiêm các trường hợp né chốt kiểm soát dịch. Quý vị thân mến, tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục ghi nhận thêm 3 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, nâng tổng số ca dương tính từ ngày 26 tháng 6 đến nay lên 264 ca. Trong 3 ca mới phát hiện có một người từ thành phố Hồ Chí Minh về đã được cách ly tập trung, một người ở phường Phổ Thạnh từ cảng cá Thọ Quang, thành phố Đà Nẵng trở về và một nhân viên y tế của Trung tâm Y tế thị xã Đức Phổ tham gia lấy mẫu xét nghiệm tại tâm dịch phường Phổ Thạnh. Với phương châm phát hiện kịp thời, khoanh vùng sớm, dập dịch nhanh và cách ly tất cả các trường hợp theo đúng quy định, tỉnh Quảng Ngãi đã yêu cầu các đơn vị, địa phương tăng cường kiểm soát chặt người về từ vùng dịch. Qua đó, kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm hành chính đối với những người trốn tránh các chốt kiểm soát và khởi tố các trường hợp này nếu xảy ra dịch bệnh trong cộng đồng. Những ngày qua, tại chốt kiểm dịch đèo Bình Đê trên quốc lộ 1A, ranh giới với tỉnh Bình Định, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận hàng ngàn trường hợp người dân từ các tỉnh thành phía Nam về quê. Do lượng người quá đông, tỉnh Quảng Ngãi tăng cường lực lượng kiểm soát và khuyến cáo người dân tuân thủ nghiêm ngặt các quy định, không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng. Ông Đặng Văn Minh,
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các địa phương phát huy hiệu quả hoạt động của tổ COVID-19 cộng đồng, cùng với người dân phát hiện, thông báo cho chính quyền xử lý các trường hợp cố tình không chấp hành công tác phòng chống dịch. Chính quyền tha thiết kêu gọi người dân cùng giám sát chặt chẽ các đối tượng không chấp hành các quy định phòng chống dịch, trốn tránh các chốt kiểm soát y tế. Đây là một trong những nguyên nhân để dịch lây nhiễm trong cộng đồng. Rất mong người dân thông báo kịp thời cho chính quyền để có thông tin xử lý kịp thời đối với những trường hợp này, ông Minh nói. Quảng Ngãi, Nghệ An, 3 nhân viên y tế nhiễm SARS-CoV-2. Kính thưa quý vị, Sở Y tế Quảng Ngãi thông tin, tỉnh này vừa ghi nhận thêm 3 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2, trong đó có một trường hợp là nhân viên y tế làm việc trong khu vực phong tỏa phường Phổ Thạnh và xã Phổ Châu, thị xã Đức Phổ. Ngay sau khi phát hiện nhân viên y tế nghi mắc COVID-19, lực lượng chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR cho 30 trường hợp liên quan là nhân viên y tế và một số trường hợp tiếp xúc gần. Tất cả F1 đều có kết quả âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2. Trường hợp tiếp theo là một người trong tổng số 200 người dân vừa được đón về từ thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 26 tháng 7. Kết quả xét nghiệm tại thành phố Hồ Chí Minh của người này âm tính. Tuy nhiên, về đến Quảng Ngãi, được xét nghiệm lại thì có kết quả dương tính. Sở Y tế cũng ghi nhận thêm một người ở phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ, về từ cảng cá Thọ Quang, thành phố Đà Nẵng, có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Từ ngày 26 tháng 6 đến nay, Quảng Ngãi đã ghi nhận 264 ca mắc COVID-19, trong đó có 77 người đã được điều trị khỏi bệnh. Hiện còn 187 người đang được tiếp tục điều trị theo phác đồ của Bộ Y tế. Sáng ngày 27 tháng 7, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Nghệ An CDC Nghệ An thông báo địa phương này ghi nhận 2 trường hợp là 2 điều dưỡng ở bệnh viện tư nhân tại huyện Quỳnh Lưu dương tính với SARS-CoV-2. Hai nữ điều dưỡng đều tham gia trực thu ngân của khách test nhanh COVID-19 tại cổng bệnh viện, được phân công tăng cường công tác lấy mẫu test nhanh SARS-CoV-2. Trong ca trực có trường hợp anh LVC test nhanh dương tính và được CDC Nghệ An xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 22 tháng 7. Ngày 26 tháng 7, hai nữ điều dưỡng nêu trên được lấy mẫu làm test nhanh định kỳ và cho kết quả 2 lần dương tính, 5 ngày là một lần và lần trước liền kề có kết quả âm tính. Ngay sau đó, cả hai được cách ly ngay tại bệnh viện, được Trung tâm Y tế huyện Quỳnh Lưu lấy mẫu chuyển CDC Nghệ An xét nghiệm cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2. Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 191 trường hợp mắc COVID-19 ở 14 địa phương. Có 9 địa phương đã trên 14 ngày không có ca nhiễm mới trong cộng đồng, gồm thành phố Vinh, Diễn Châu, Đô Lương, Hoàng Mai, Nghi Lộc, Nghĩa Đàn, Quỳ Hợp, Tân Kỳ, Nam Đàn. Có 110 bệnh nhân được điều trị khỏi và cho ra viện, CDC Nghệ An thông báo. Cháo tài xế để đưa xe hàng từ thành phố Hồ Chí Minh qua chốt kiểm soát vào Đà Nẵng. Quý vị thân mến, chạy xe chở hàng từ thành phố Hồ Chí Minh ra gần chốt kiểm soát tại Đà Nẵng. Tài xế Hiền nhờ hai người ở địa phương đưa xe qua chốt vào thành phố, chờ giao hàng thì bị phát hiện. Lực lượng chức năng phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng đang điều tra xử lý vụ cháo tài xế để đưa xe tải từ thành phố Hồ Chí Minh vượt chốt kiểm soát vào thành phố Đà Nẵng giao hàng. Theo thông tin ban đầu, 20 giờ ngày 26 tháng 7, tổ tuần tra địa bàn của công an phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn phát hiện xe tải biển kiểm soát 51C99089 đang đậu gần khu vực đường ven sông Cổ Cò, phường Hòa Hải có dấu hiệu nghi vấn nên kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra, tài xế là ông Nguyễn Hiền khai nhận chạy xe tải này chở hàng từ quận 12, thành phố Hồ Chí Minh ra Đà Nẵng, giao hàng tại công trình đang thi công trên đường Trường Sa. Theo tài xế Hiền, sau khi xe chạy đến gần chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên quốc lộ 1A tại Đà Nẵng thì dừng lại, đi bộ qua chốt và không khai báo y tế. Sau đó, ông Đặng Văn Quang và Lê Văn Bình, chú ở Đà Nẵng đến chạy xe tải qua chốt, đưa về cầu Cổ Cò, chờ đêm khuya sẽ giao hàng. Ngay sau đó, lực lượng công an đưa ô tô biển kiểm soát 51-99089 về trụ sở Ủy ban Nhân dân phường Hòa Hải tạm giữ, chuyển ông Hiền đến trạm y tế phường để làm thủ tục đưa đi cách ly tập trung đối với trường hợp đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Biến thể Delta gây ra các triệu chứng khác so với chủng gốc, đánh lừa người nhiễm COVID-19. Kính thưa quý vị, cùng với mối nguy hiểm về tốc độ lây lan nhanh chóng, biến thể Delta cũng gây ra những triệu chứng bệnh nhân có thể cũng đang thay đổi. Khi SARS-CoV-2, virus gây ra đại dịch COVID-19 ngày càng phát triển, những triệu chứng phổ biến nhất ở bệnh nhân có thể cũng đang thay đổi. Ông Lara Hehero, chuyên gia về virus học và bệnh truyền nhiễm thuộc Đại học Griffith ở Úc cho hay, những dữ liệu gần đây đã cho thấy người bị nhiễm biến thể Delta được xác định lần đầu tại Ấn Độ có thể sẽ gặp phải các triệu chứng phổ biến khác với chủng COVID-19 ban đầu. Cụ thể, 5 triệu chứng phổ biến nhất của người mắc COVID-19 hiện tại là đau đầu, đau họng, sổ mũi, sốt và ho dai dẳng.
Trong khi đó, hiện tượng mất khứu giác từng rất hay gặp nay chỉ xếp thứ 9. Những triệu chứng của biến thể Delta khiến cho nhiều người nghĩ họ bị cảm lạnh do thời tiết hoặc theo mùa. Đặc biệt là ở những người trẻ, khỏe, biểu hiện bệnh thường nhẹ hơn. Bởi vậy, họ vẫn có thể đi ra ngoài, tới chỗ đông người và vô tình lây bệnh cho người khác. Các biến thể mới của SARS-CoV-2 có vẻ sẽ tác động ít nhiều đến hiệu quả của vaccine. Tuy nhiên, đối với chủng Delta, những loại vaccine mà người dân Úc đã được tiêm chủng rộng rãi như Pfizer, BioNTech hay Oxford, AstraZeneca vẫn có phản ứng miễn dịch tốt sau hai mũi chủng ngừa. Tuy nhiên, ông Yevgeny Timakov, chuyên gia về các bệnh truyền nhiễm và vaccine của Nga lưu ý rằng biến thể Delta sẽ khiến cho tình trạng sức khỏe bệnh nhân xấu đi nhanh, bệnh tiến triển từ nhẹ đến nặng trong vòng 3 đến 4 ngày. Trong khi đó, báo San Francisco Chronicle Mỹ cho biết biến thể Delta có thể lây lan trong vòng 5 đến 10 giây, trong khi chính phủ Úc nói rằng các đoạn camera giám sát về virus SARS-CoV-2 cho thấy biến thể mới này chỉ mất vài giây để lây lan, đồng thời nhấn mạnh nó dễ lây lan hơn nhiều so với suy nghĩ trước đây. Hiện có 4 biến thể của virus SARS-CoV-2 được Tổ chức Y tế Thế giới xếp vào nhóm đáng lo ngại, bao gồm Alpha, Beta, Gamma và Delta. Trong đó biến thể Delta được coi là nguy hiểm nhất, là chủng lây nhiễm chủ đạo trên toàn cầu. WHO nhận định, bên cạnh việc đẩy mạnh triển khai các chương trình tiêm chủng, thì giải pháp khả thi nhất hiện nay vẫn là hỗ trợ các nước trong việc phân phối công bằng thiết bị bảo hộ cá nhân, các xét nghiệm, phương pháp điều trị. Ngoài ra, việc tập trung xác định rõ các biến thể cũng được xem là chìa khóa giúp đẩy nhanh nỗ lực ứng phó một cách hiệu quả trước dịch bệnh. Hà Nội xử phạt hơn 1,5 tỷ đồng trong 3 ngày đầu thực hiện chỉ thị 17. Quý vị thân mến, Công an thành phố Hà Nội cho biết, trong ngày 26 tháng 7, các đơn vị tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát, nhắc nhở, tuyên truyền và xử phạt hành chính đối với 250 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng, với số tiền là 499,5 triệu đồng. 11 cơ sở kinh doanh dịch vụ không chấp hành việc tạm dừng hoạt động bị phạt 54 triệu đồng. Ngoài ra, các đơn vị cũng xử phạt hơn 268 triệu đồng đối với 135 trường hợp có các hành vi vi phạm phòng chống dịch khác như là không thực hiện biện pháp cách ly, ra khỏi nhà khi không cần thiết, đeo khẩu trang không đúng quy cách. Tại quận Thanh Xuân, từ ngày 24 tháng 7 đến 10 giờ sáng ngày 26 tháng 7, các đơn vị lập biên bản xử phạt 24 trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch, trong đó có 13 cá nhân ra đường không lý do, 11 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng, tổng số tiền phạt là 53 triệu đồng. Ngày 26 tháng 7 là ngày thứ 3 Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội, lực lượng chức năng quận Ba Đình tiếp tục cắm chốt, duy trì xử phạt các cá nhân ra ngoài đường không có lý do chính đáng, ngăn chặn giải quyết dứt điểm, không để các chợ tạm hoạt động, đảm bảo giãn cách phòng chống dịch tại chợ truyền thống. Riêng sáng ngày 26 tháng 7, theo Ban chỉ đạo phòng chống dịch phường Ngọc Khánh, thành viên Ban chỉ đạo 197 phường đã tăng cường các chốt trực, kiểm tra, xử phạt 8 trường hợp vi phạm với số tiền là 8 triệu đồng. Như vậy, tính từ thời điểm Hà Nội bắt đầu thực hiện giãn cách xã hội đến nay, Công an thành phố và các đơn vị đã xử phạt hành chính số tiền hơn 1,5 tỷ đồng các trường hợp vi phạm. Trong những ngày tiếp theo của đợt giãn cách này, Công an thành phố Hà Nội sẽ tích cực phối hợp tiếp tục tuyên truyền, đồng thời tăng cường xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm. Quyết tâm cùng toàn thể hệ thống chính trị và người dân thủ đô chung sức đồng lòng chiến thắng được dịch bệnh.